Đột nhập nhà Đức Phúc rồi thì đột nhập luôn nhà Eric đi anh. Ôi, Eric mới sang nhà mới nhá mọi người. Tân gia là vì Eric phát nào. Đập nhà Eric. Mọi người thay đột nhập em suốt nên là anh quay đột nhập. Thôi nha, camera thôi nha. Không hiểu sao, tại vừa mới dọn về nhà mới, mò cái gì đột nhập. Chết rồi, tôi đâu hết rồi. Đúng là nhà học sinh nổi tiếng không khác, quần áo đẹp quý.